Đấy à. Ví dụ như này. Hello. Hello, xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay là tôi vừa mới đạt được cái gọi là cái mốc gọi là kiếm tiền của YouTube. Đâu? Có phép đâu chỗ nào? Đây từ từ đang quay. Đây đây đây. Thì là hôm nay là anh em chúng tôi là vừa mới nhậu ở đây để ăn mừng cái gọi là cái chiến thắng đấy. Vũ hôm nay thực sự là vừa gửi cho tôi về cái thư để gọi là để tôi nhập mã pin để YouTube. Thư đây cậu ơi. Tôi bật kiếm tiền. Thì nãy anh em tôi vừa uống rượu say nhá. Đây. Có thư luôn. Tôi nói thật với anh em là đây là có thư luôn. Đấy. Đây, tất cả anh em là đang ngồi đây vừa uống rượu xong này. Đấy. Vừa chúc mừng tôi xong. Đấy, tôi rất cảm ơn tất cả anh em. Đấy, tôi cảm ơn tất cả anh em là đã có mặt ở đây để chúc mừng tôi. Đấy. Rồi, chúc anh vui vẻ nhá. Rồi, anh chào đây, anh Phạm đây này, anh áo đỏ gọi là sao đấy là có sao vàng đúng không? Đấy, đúng rồi. Đấy là đây là anh Phong. Còn anh áo xanh kia. Đấy, anh giơ tay cái nào, giơ tay. Anh em nhá. Rồi. Đây là chia sẻ là có thẻ 50k nhá. Đúng rồi. Đây là anh Hưng. Anh Hưng gọi là anh trẻ gọi là đấy là có mặt trong video của anh em vừa giờ đấy. Đấy, đúng không? Rồi. Đấy, còn là đây là bạn Duy. Bạn Duy là có đại anh em. Rồi. Đấy, Trần Khương Duy. Đẹp trai khoai to các kiểu đấy. Rồi, còn là anh áo đỏ về đây là anh Kiên nhá. Kiên anh nha. Đấy. Thì đấy, đúng không? Quay về chúng mình nhé. Đây, còn đây là bạn. Ôi trời. Rồi. Rồi xin chào tất cả bạn đây. Đây là bạn Giang nhá, đây là bạn Giang gọi là bên audio production nhá, cũng kiểu nhá. Đây. Tất cả các anh em này là đã đến ủng hộ tôi để làm được cái bên nước ngoài. Đấy. Xin cảm ơn anh em gọi là đã ủng hộ từ thời gian qua để tôi đạt được cái mức như thế này. Đấy. Mức nào vậy? Hôm nay thì đào lại mức này sao đấy. Đây. Thì là Google đã gửi tôi cái gọi là cái Google AdSense này. Mớ đầu bao nhiêu người đúng không? Thực hiện kiếm tiền trên YouTube. Đấy. Thì anh em biết là cái này rất quan trọng đấy là các anh em từ trước đến giờ. Đấy, các anh em đã làm YouTube thì các anh em biết là quan trọng như nào. Rồi đấy. Thì đó tôi bây giờ tôi để đây để nghĩ tôi nhập vào. Đấy. Thì anh em bây giờ là tôi quan trọng anh em tôi này. Đấy là uống chè đây này. Đấy. Uống chè ok. Đấy rồi ok. Đấy, trong thời gian tới là anh em mới làm bia nhỉ? Rồi. Trong thời gian tới thì tôi sẽ thực hiện làm các clip tiếp theo để anh em làm bia cho em có thể các em anh em giải trí. Bây giờ hãy xem vậy. Rồi. Xin chào anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Đấy, mong là anh em đăng ký kênh và đăng ký kênh của tôi. Để đạt được những cái gọi là cái mốc tiếp theo. Đấy, tôi đảm bảo khai mày cũng là gì tốt thôi. Đấy. Ok, bye bye. Đấy. Rất là cảm ơn. Rồi, tất cả mọi người bye bye anh em nào. Bye bye anh em nào. Anh Hưng bye bye anh em nào. Rồi, xin cảm ơn.